Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay có ông bạn nha, em nó nhờ mình sửa cho một cái màn hình đeo các bạn. Con này chắc là con Ultra. Đây mình đeo đấy các bạn. Tình hình của con này là cắm điện vào bật là không lên nguồn các bạn nhé. Không lên nguồn thì ok, hôm nay mình sẽ thử sửa chữa cái màn này các bạn nhé. Đây là con màn đeo các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tháo cái chân nó ra. Thì ở phía dưới này nó có một cái, phía dưới này nó có một cái nút đây, các bạn nhìn có thể thấy đây. Thì chúng ta ấn vào đây để lấy cái chân này ra nhé các bạn nhé. Ấn và tháo cái chân này nó ra này. Tháo cái chân này ra. Tiếp theo là mình sẽ vặn bốn con ốc ở phía sau này. Rồi ok, đến đây chúng ta sẽ lật cái mặt sau này nó lên. Chúng ta dùng cái nhíp hay cái gì đó, đây các bạn thấy, lật cái mặt sau này nó lên này. Rất là chắc các bạn. Đấy, chúng ta lật mạnh nó sẽ lên các bạn nha. Không này vỡ hết. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tháo mấy con ốc này ra các bạn nhé. Cái này cũng có hai con ốc, tháo nốt hai con ốc này ra. Để tí chúng ta lấy cái vỉ nguồn nó ra. Tiếp theo là chúng ta tiến hành tháo cáp màn hình các bạn nha. Dùng hai cái tay bóp hai cái nẫy này và tháo nó ra. Này là cáp cấp xuống đèn led. Đây, các bạn nên tháo hết nó ra nhé các bạn nhé. Mặt bên này có hai cái cáp, chúng ta sẽ tháo lốt. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ
lấy được vỉ nguồn ra các bạn. Đây là vỉ nguồn của nó các bạn nhé, nguyên bản đây. Chúng ta tiến hành tháo mấy con ốc này ra, chúng ta kiểm tra vỉ nguồn. Ok, thì đây là vỉ nguồn các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đo đạc. Mình sẽ đo sơ qua một tí xem là tình hình như thế nào. Các bạn để đồng hồ về khang đo thông ôm nhé các bạn nhé. Đây, để khang đo thông ôm đây. Đây, khi các bạn đo thông ôm thì nó sẽ và khi mình sẽ tiến hành đo đạc ngược các bạn nhé. Ở đây mình thấy có hai có con diode đầu ra này, mình sẽ đo xem nó có bị chết không trước này các bạn. Đây là có một con diode này các bạn này, mình sẽ đo. Ok, con diode này vẫn còn ngon, vẫn sống các bạn nhé. Chỗ này cũng có vài con D nữa, mình sẽ đo hai con ở bên cái tụ này xem nó có bị chạm chập gì không. Đây một con, ở đây có hai con. Vậy là hai con diode này cũng không chạm chập như các bạn ạ. Mình đo DS các bạn nhé. Nó bị gì? Ok, mình sẽ xem nào ở đây. Đây là nguồn vào 220 này, nó sẽ đi qua một con cầu chì này. Đây là con cầu chì. Mình sẽ đo tiếp con cầu chì này xem nó có bị đứt không các bạn nhé. Con cầu chì đây. F này các bạn, F301 đây. Ok, con cầu chì này đã bị đứt các bạn. Con cầu chì này đã bị đứt các bạn nha. Cầu chì bị đứt. Thì mình sẽ đo đến diode cầu. Đây là con diode cầu các bạn nhé. Diode cầu. Diode cầu thì hai chân ngoài của nó là điện một chiều, còn hai chân giữa nó là điện xoay chiều 220 các bạn nhé. Đo hai chân giữa không bị chập các bạn, đồng hồ lên này. Hai chân ngoài âm dương của nó bị chập các bạn này. Âm dương của nó bị chập các bạn nhé. Nhìn đồng hồ lên, các bạn thấy âm dương nó bị chập. Thì một chân con này nó sẽ đi vào đâu? Thì đây là một chân nó đi vào dương tụ này, tụ 300V đấy các bạn này. Chân còn lại nó lại đi vào dương tụ này các bạn này. Các bạn đây. Đây là tụ 300V nhé các bạn nhé. Chỗ này là cái tụ 300V này. Đây là tụ 300V này. Đây con diode cầu này nó sẽ đi hai chân vào hai con tụ các bạn nhìn này. Và mình đo con tụ này luôn. Vậy là con tụ của mình đang bị chạm các bạn. Con tụ 300V thì mình sẽ kiểm tra ra nào. Đây các bạn này, nhìn thấy con tụ này nó bị hơi bị phồng đít các bạn nhé. Nhìn đít nó hơi bị lồi, nhìn mắt thường có thể thấy được này. Vậy mình sẽ xả con tụ ra trước xem là diode cầu nó còn chạm nó không các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành xả con tụ này ra.
cho tí nhựa thông vào cho nó dễ xả các bạn nha. Thì đây là con tụ, các bạn thấy là con tụ này là nó bị phồng đít này các bạn này. Đấy, tụ này phồng đít, khả năng nó sẽ bị bục rồi. Thông số của nó là 450V và 100mm các bạn nhé. Đây, 450V và 100mm. Mình sẽ đo con tụ này luôn các bạn này. Các bạn nhìn đồng hồ à, đây con tụ này là đang bị chạm nhé các bạn nhé, bị thông tụ. Giờ mình sẽ tiến hành đo đạc lại con diode cầu nhé các bạn nhé. Con diode cầu của mình đây. Các bạn thấy là nó sẽ không còn chạm chập nữa các bạn, không còn chạm chân nữa nhé các bạn nhé. Đây, nó đã lên này, không còn chạm chân. Mình sẽ tiến hành xả con cầu chì này ra này. Các bạn có thể xả thay con cầu chì khác, hoặc các bạn có thể câu tắt con cầu chì nhé, dùng một sợi dây đồng câu từ chân này sang bên này. Nhưng ở đây mình có cái cầu chì khác thì mình sẽ xả ra, mình thay con cầu chì này luôn. Đây là con cầu chì các bạn này, đây chính là một con cầu chì nhé, con này đã bị đứt rồi. Do nó chạm cái tụ nguồn kia, chạm xuống cái diode cầu nó đứt luôn cầu chì các bạn này. Bây giờ mình sẽ kiếm một con cầu chì khác nhé, đây là một con cầu chì khác mình nhổ ở một cái chỗ khác sang đấy, các bạn thấy còn thông này, mình sẽ đóng con cầu chì vào là thứ nhất. Các bạn không có được cầu chì thì các bạn có thể dùng một sợi dây đồng các bạn câu sang nhé, để nối mạch nó vào là được. Tiếp theo mình sẽ dùng một con tụ khác các bạn nha. Xem nào, đây mình có mấy con tụ. Con này 100mm 400. Mình sẽ kiếm một con đó là 450V và 100mm các bạn nhé. Đấy. Con này cũng thế này. Con này thông số cũng là 450V 100mm. Đây các bạn, đây con cũ của nó nhé. Và mình sẽ kiếm một con tương đương. Con này cũng 450V 100mm nhưng con này nó dày hơn này các bạn. Không kiếm được con nhỏ, kiếm con dày hơn vậy. Kiếm con dày hơn thì tí đóng on nó sẽ hơi kênh thôi các bạn ơi. Ok, mình sẽ thử thay con tụ này vào. Các bạn để ý đúng chiều âm dương của nó nhé. Xem con tụ cũ của nó, à đây cùng chiều các bạn.
Đâu lại con đi hút cầu thế nó còn chạm không các bạn nha. Ok, khi đóng con tụ mới vào thì con đi hút cầu nó vẫn ngon này các bạn này. Giờ mình sẽ tiến hành làm sao? Thử điện vào các bạn nha. Đóng điện 220 vào xem là nó có lên không. Hơi kênh một tí các bạn, nó không sao. Ok, bây giờ mình sẽ đóng điện 220V vào xem nó có chạm chập gì không các bạn nhé. Nó có lỗ gì không đấy. Ta thấy là chắc là nó không có vấn đề gì đâu. Ống nó nổ nổ thì nó sẽ két mù lên ngay các bạn này. Mình sẽ đo thử vài con tụ này xem có thấy điện ra không. Con này đã có 19V đường ra các bạn nhá. Điện ra nó có 19V đây này các bạn này. Đấy, đầu ra nó có 19,39V. Ok, vậy là khả năng là đã nó chỉ hỏng chỗ đấy thôi các bạn. Giờ mình sẽ đưa vào trong cái màn này nhá. Thử luôn các bạn nhá. Mình sẽ cắm tất cả các đường cáp lại từ ban đầu lại. Ok, để tránh chạm chập thì chỗ này mình sẽ đưa cái cách điện cũ của nó vào đây. Đầu lên đây. Giờ mình sẽ tiến hành cắm điện. Xoay ngược lại cái đã. Con nguồn nó không kia, đỡ nguy hiểm các bạn. Bật điện nguồn này nhé. Thấy tín hiệu gì không? Cô đèn đã sáng các bạn này. Nhìn thấy đèn đây nó đã sáng rồi này, góc này. Đây màn hình đã lên logo các bạn nha. Đi bật lên này. Ở đây là lên rồi, ok. Chân mình tì mấy cái nút. Đấy, rồi, ok mình sẽ lắp ráp lại hoàn thiện. Và thử cắm cáp và xem là cắm đường
phình vào xem nó có lên không. Ok, các bạn thấy là bây giờ con đeo này đã lên logo nhá. Giờ mình sẽ tiến hành cắm vào laptop xem là nó có nhận hình không các bạn nhé. Ok, thưa quý vị và các bạn thì đây nó đã lên rồi các bạn nhé. Tắt đi bật lại xem nào. Đó, nó đã lên các bạn. Các chức năng của nó còn các bạn này. Thì đây là con màn đeo quần tra các bạn nhé. 24 quần tra chắc là dùng cho các đội làm ảnh đây. Ok, thì cái clip của mình cũng xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.